chào các bạn, bọn đến với kênh YouTuber của Lê Công Minh Noa. Hôm nay là gia đình tôi có ủng hộ cho mọi người một suất quà của bọn sinh viên, của bọn nhà trọ. Cũng theo lời kêu gọi của bí thư thành phố Đà Nẵng là một người đã đụng bạc cho một người, nên là gia đình chúng tôi sẽ hỗ trợ cho những người xung quanh có hoàn cảnh là không có những người không có công việc, thất nghiệp trong đợt Covid-19 này. Bà đây không? Dạ. Đây công tôi. Bà vừa đó. Do tình hình dịch nên là mọi người sẽ nhận lần lượt. Sau được dịch tầm 4 này thì thành phố Đà Nẵng là rất là kỹ cương trong phòng chống dịch. Đây, địa chỉ nhà tôi là 170 Trường Chinh. Đây là chốt công an. Sau khi là mọi người đi làm về là có phiếu là mọi người sẽ tới nhận. Được chưa? Dạ, họ nhớ giờ ướt. Từ từ họ nói. Cái còn nè. Nghe ra họ nói rồi nó mà đây. Từ từ họ nói cho con.